Hôm nay buổi sáng mùng 1 năm tháng giêng năm 2017, đây chính là ngày đầu năm mới. Và chúng tôi đang hoàn thiện chiếc tập thờ cho anh Bắc ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh Bắc có dặn dò là thợ phải làm cho anh hết sức là kỹ càng, vì anh Bắc cùng với gia đình cứ từ trong Nam ra tận ngoài này, thì anh yên tâm. Không những cái mặt phải đã kỹ mà mặt trái trong gầm cũng hết sức là kỹ càng, vì là anh đã dặn dò thợ đây rất là kỹ lưỡng rồi. Và đây là những cái hình ảnh mà đang làm phần bên trong thôi, còn bên ngoài thì đẹp lắm rồi. Đây anh nhìn, đây là cái hàng của anh, giống cái mặt cái gầm một vân đẹp như này. Và đây là tập thờ bằng gỗ võ đỏ dài 1 mét, phủ bì 1m97, với cái ván mặt dày 2 phân theo yêu cầu riêng của gia đình anh Bắc. Và bên trong này thì là cả xưởng đang tập trung dồn vào làm đôi lục bình cho anh họ, một khách hàng họ Cù anh ở Thủy Nguyên Hải Phòng. Và trong này là bộ bàn ghế T10. Hôm qua thì anh nhầm cái bộ 12A, nhưng mà đây mới chính là bộ T10. Vân tuyệt đẹp từ tay đến chân cả đến cột. Đây là những chỗ này đang đánh giáp được rồi, mà bắt đầu là lau một tí dầu vào đã nổi bật rồi. Đây này, sau này khi hàng lên cái sắc vân của cái bộ T10 như thế này. Và những cái bộ này chúng tôi đều đánh dấu ở dưới gầm hết, không bao giờ nhầm lẫn qua lại cái bộ khác. Còn kia là đôi trường kỷ gỗ lim của chị Kim Anh ở xã Kiến Hưng, Hà Đông. Rồi, xong chưa? Ừ. Rồi lấn lên tràng sau tí nữa đi. Ở đây chúng tôi có những cái xốp nó rất là êm ái để mà kê. Và thời tiết dịp vào cuối năm âm lịch này thì rất là thuận lợi, thời tiết là không mưa mà cũng không nắng, cho nên chúng tôi có điều kiện để làm ra ngoài trời rất là thoáng.